Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của bác sĩ Phạm Ngọc Thắng đăng trên báo Tiếng Dân. Hãy tỉnh ngộ đi, sự bất lực của y tế Việt Nam. Bác sĩ Phạm Ngọc Thắng viết: Tôi đọc các bài báo này cộng với lời bình của người bạn quý của tôi và sững sờ, họ sẽ chống dịch như thế nào nhỉ? Khi nhiều bệnh nhân nặng thì rất cần những thầy thuốc chuyên sâu, vắc xin thì chưa đủ để tiêm đại trà. Còn ngoáy mũi mà coi là biện pháp chống dịch Covid hiệu quả thì thật đáng ngờ. Họ chống dịch như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ mãi và chua chắc nhận ra. Họ chống dịch bằng nghị quyết. Để ra nghị quyết, họ lấy ý kiến của Bộ Y tế do Bộ trưởng ký. Ý kiến của Bộ Y tế do các chuyên gia, mà các chuyên gia đó là ai? Là những viên chức thuộc quyền Bộ trưởng, nói gì để đẹp ý Bộ trưởng thì nói. Tôi có bạn, có em, làm chuyên gia về lĩnh vực này. Khi tôi hỏi, các ông các bà ơi sao không ai nói được một câu cho dân nhờ làm theo cái cách này sai mất rồi thì được họ trả lời ôi sao họp cãi nhau như mố bò nhưng bộ trưởng quyết theo ý bộ trưởng thì chịu bộ trưởng y tế việt nam là ai là cán bộ tuyên giáo nhiều hơn là một vị tướng ngành y bỏ qua cái việc ông ta học ở trường đại học y thái bình bỏ qua việc ông ta làm tiến sĩ ở trường đại học y hà nội học ở đâu cũng có người giỏi người dốt nhưng học ở đâu cũng phải có kiến thức thu được dù ít dù nhiều tôi không thể tưởng tượng nổi một vị bộ trưởng tư lệnh ngành y lại có thể thốt ra những cái câu choáng váng như là virus lai giữa chủng ấn độ và chủng anh quốc ông ta ngu dốt hay cố lờ đi để lãnh đạo một sư đoàn chi viện cho Sài Gòn yêu quý kia cần bao nhiêu tướng lĩnh, bao nhiêu trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, bao nhiêu đại đội trung đội trưởng, bao nhiêu sĩ quan thiện chiến hay chỉ là 10.000 nhân viên sơ cấp trung cấp vào Sài Gòn ồ ạc để chụp hình, hô khẩu hiệu, ngoáy mũi, chọc que và than thở nóng quá. Sài Gòn không bằng Bắc Giang, thật tệ. Ngay từ đầu vụ dịch, từ tháng Giêng tháng 2 năm 2020, tôi đã nhủ, dịch tràn lan trong xã hội việc quan trọng nhất là chăm sóc bệnh viện cho những người nhập viện thành hay bại là ở đó biết bao lần tôi kêu khóc trời ơi tiêu hàng núi tiền hàng tỷ đô la mỹ vô ích rồi vô ích cho cái việc phun thuốc sát trùng không có tác dụng diệt virus hay cho xét nghiệm một việc vô ích vì người đến lấy xét nghiệm âm tính có thể ngay lập tức bị lây nhiễm mầm bệnh hay cái việc cho cách ly một việc dễ trở thành phản khoa học Người ta chia lẻ nguồn bệnh ra để quản lý, đằng này lại tập trung nguồn bệnh lại để cho nó dễ lây lan. Lẽ ra người ta dành hàng tỷ đô la trôi sông trôi biển đó cho cái việc chăm sóc bệnh viện. Trong một trường hợp ra viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính, tôi không gọi là chữa khỏi COVID-19 mà gọi là chăm sóc bệnh viện thành công cho người nhiễm COVID-19, có lý do của nó chứ. Cũng như không thể bắt cái người phơi nhiễm exposure với mầm bệnh đi cách ly ồ ạt vì một lẽ cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể nhiễm bệnh mà. Vào trại tập trung thì khả năng exposure tăng lên, khả năng nhiễm virus tăng lên nhiều lần. Thực tế đã xảy ra đúng như vậy rồi con gì? Không thể gọi người nhiễm virus là bệnh nhân khi họ không có dấu hiệu khởi phát bệnh như là ho, này, sốt, này, đau người, này, mệt mỏi. này. Họ là người lành mang virus. Họ có xấu là lây nhiễm ra cộng đồng liền kề, cái hay là trong người họ đã sinh kháng thể và hệ miễn dịch đủ để ức chế, bao vây, nuốt được virus nên dù có lây nhiễm, virus này đã bị bất hoạt tự nhiên và cũng làm cho người nhiễm cái thứ phát này trở thành cái người lành mang virus như người trước mà thôi. Số phát bệnh thực sự ít, số người cần chăm sóc bệnh viện còn ít hơn nữa. Không có thuốc đặc hiệu diệt virus thì chỉ chăm sóc triệu chứng, chữa trị biến chứng và chống suy phổi, suy tim, chống suy thận, chống hôn mê, chống nhiễm độc, chống suy mòn suy kiệt sau nhiễm virus mà thôi. Không thể coi người bệnh nhiễm virus là tội phạm được, họ là đồng bào của mình. Lỡ xui rủi thì họ đành chịu khổ thì đã khổ lắm rồi, đừng có hạ nhục họ và gia đình của họ nữa. Thực trạng của nước ta hiện nay đó, thì như anh bạn tôi nói đó, ồ ạt làm xét nghiệm để tìm nguồn lây, truy tìm các loại F đã thất bại nặng nề, tốn kém khủng khiếp. Càng xét nghiệm càng làm tăng cái số ca nhiễm virus. Một việc làm chẳng cần xét nghiệm cũng biết chắc chắn là như vậy. Khi cái giấy chứng nhận xét nghiệm có kết quả âm tính trở thành phương tiện đi lại kiếm ăn, thì việc xét nghiệm không còn giới hạn của ngành y nữa mà đã thành cái chuyện hoàn toàn có giá trị khác hậu quả đã không hay ho gì mà còn có chút phản khoa học, vô nhân đạo và thiếu tình người. Vaccine thì ít và thiếu, thụ động trong cái việc nhập về do sự độc quyền một cửa của Bộ Y tế trong đàm phán mua bán vaccine. Họ cố tình dịch cái chữ Gouvernement trong các cái công văn nước ngoài, tức là cái chữ chính phủ đó, trong các cái công văn nước ngoài thành chính phủ trung ương mà lờ đi, nó cũng có nghĩa là chính quyền của một tỉnh, của một địa phương chứ. Từ đó, Bộ Y tế đã độc quyền giao dịch và độc quyền thông qua cái công ty sân sau của mình nha, đứng ra nhập vaccine về, ban phát cho các địa phương. Một cái việc làm đi trái lại với nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, mà trong đó quy định rõ nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Không một nền kinh tế thị trường nào lại chấp nhận cái việc độc quyền và thông qua các công ty sân sau để mua bán như Bộ Y tế đã và đang làm hiện nay. Một việc làm ngược ngạo, vô nhân tính. Hãy để chính quyền các tỉnh được quyền nhập vaccine và tiêm cho dân của họ. Bộ Y tế chỉ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm vaccine mà thôi. Được như vậy, tôi tin các doanh nghiệp địa phương sẵn sàng đồng hành cùng với chính quyền tỉnh trong vòng 1-2 tháng phủ lấp việc tiêm vaccine cho thần dân của mình. Trong một cái status của mình, tôi đã nêu ra chi phí cho một giường hồi sức cấp cứu hàng ngày trung bình là 1.500 đô la. Cho 1.000 ngày là 1,5 triệu đô la. 1 triệu ngày là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Một người bệnh nặng trung bình nằm phòng cấp cứu là 15 ngày thì chúng ta có 100.000 người một ngày điều trị cấp cứu. Mỗi bệnh viện trung bình có 50 giường cấp cứu tiêu chuẩn. Với số tiền 1,5 tỷ đô la Mỹ, chúng ta có 20.000 bệnh viện. Một con số khổng lồ đủ để chữa trị cho bệnh nhân cần chăm sóc bệnh viện. Thêm nữa, để có 100.000 người cần chăm sóc cấp cứu, số lượng chỉ chiếm 5% số người cần nhập viện. Số liệu cụ thể thì hỏi ông Lương Ngọc Khuê thì cần có 2 triệu bệnh nhân cần nhập viện. Để có 2 triệu bệnh nhân, cần phải có 10 triệu người nhiễm virus, theo luật Perato. Một điều khó có thể xảy ra trong thực tế của Việt Nam. Tôi viết những con chữ nặng về tiền bạc này, để chỉ ra sự lãng phí vô cùng lớn từ những quyết định sai lầm của ban chỉ đạo chống dịch của Bộ Y tế mà vai trò của ông Bộ trưởng đóng vai trò chủ chốt, tôi yêu cầu ông ta từ chức là do vậy. Gần 20 năm nay tôi đi xây dựng dự án bệnh viện để chữa trị cho dân, một giường bệnh tiêu chuẩn của người Âu, người Mỹ xây có giá 200.000 đô la, người Trung Quốc xây với giá 100.000 đô la, người Việt Nam xây có giá từ 50.000 đến 70.000 đô la không kể bệnh viện đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, có khi lên đến nửa triệu hay một triệu đô la cho một giường bệnh là bình thường. Vì tham nhũng đó thưa quý vị. Với một tỷ đô la chúng ta có thể xây dựng được nhiều giường bệnh lắm. Hết dịch, người dân vẫn được nhờ cái hệ thống bệnh viện này. Tỉnh nào cũng vẫn còn có những giường bệnh này với khả năng của mình cùng hàng tỷ đô la của chính phủ chúng tôi tin có thể xây dựng những bệnh viện lôi thần sơn hỏa thần sơn trong thời gian cực nhanh không kém gì người Trung Quốc đã làm ở Vũ Hán để cấp cứu cho đồng bào của họ với một tỷ đô la trôi sông trôi biển tội ác này là lớn lắm hỡi những ai đang cầm chương đánh bạc hãy nghĩ lại đi tất cả đều của dân hãy do dân hãy hành động vì dân đi tôi một con dân Việt Nam xin quỳ lạy các ngài dừng tất cả các trại tập trung F0, F1 lại để người dân tự quản tại nhà như nhiều nước đã làm. Dừng cái việc xét nghiệm ồ ạt, chỉ xét nghiệm những cái nhóm mà rủi ro cao và những ai có dấu hiệu ho sốt nghi ngờ dính Covid-19. Điều trị tại nhà những cái trường hợp bệnh nhẹ, chỉ nhập viện với những ca cần phải chăm sóc bệnh viện. Tăng cường giáo dục nâng đỡ cơ thể, giữ vệ sinh chung và ý thức cộng đồng nhanh chóng nâng cấp các đơn vị cấp cứu, nâng cấp bệnh viện đủ điều kiện đáp ứng thảm họa nếu chẳng may xảy ra. Hãy tỉnh ngộ lại đi, mâu thuẫn là khuyết điểm căn bản trong việc phòng chống COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, một bài viết khác của tác giả Ngô Văn Hiếu đăng trên báo Tiếng Dân với tựa đề Chỉ cần phạm một mâu thuẫn cũng đủ để thất bại. Bài viết như sau, chen chúc nhau đi cách ly tập trung hai cụm từ cách ly và tập trung là mâu thuẫn nhau việc mang khẩu trang và mặc đồ che kín mít với việc chen chúc nhau cũng mâu thuẫn không cho mở chợ truyền thống với hạn chế số người đi chợ mà cho dân chen chúc ào ào vào siêu thị vét hàng thì cũng là mâu thuẫn không cho dân đi bộ trên đường sài gòn nhưng cho các sinh viên hải dương chen chúc nhau ngồi sát trên máy bay thần tốc vào sài gòn trong cái việc lập đường hồ chí minh trên không để giúp dẹp giặc dịch mà giải phóng sài gòn thì đây cũng là việc làm đầy mâu thuẫn cấm dân ra nơi thoáng mát thưa thớt để tập thể dục nhưng lại cho hành khách ngồi đầy một máy bay bắt dân đi cách ly tập trung, phải chùm từ đầu tới chân, kể cả người già và trẻ em, nhưng lại nhốt chung đụng họ với nhau, ăn ngủ sinh hoạt vệ sinh tồi tàn, không y sĩ y tá hay quản lý gì cả, thì đây cũng là mâu thuẫn. Tại các chốt đường kiểm tra giấy thông hành giữa mùa dịch, lưu thông tắc nghẽn vì hiện tượng cái cổ chai, tức là kẹt xe đó, thì đây cũng là mâu thuẫn với nguyên tắc giãn cách xã hội. Khi dịch bùng nổ thì phải cách ly, nhưng lại cho bầu cử và thi cử toàn quốc cũng là mâu thuẫn. Bắt phải có kết quả xét nghiệm mới cho đi lại, nhưng lại cho bà con chen lấn nhau xin xét nghiệm thì quá là mâu thuẫn. Việc cho các khu chế xuất hoạt động nhưng cấm cửa sản xuất và phân phối hàng cho nội địa cũng là mâu thuẫn và đã bỏ dân mà chuộng doanh nghiệp xuất khẩu. Đặt nặng việc tập trung, cô lập, nhốt, phạt dân mà không lo chuẩn bị chăm sóc trang thiết bị như oxy, máy thở, thuốc bồi bổ cơ sở đặc trị như xây nhà thương xây nhà điều dưỡng thì đây cũng là điều mâu thuẫn cấm cửa và cấm chợ mà không có kế hoạch và mạng lưới thu hoạch chuyển vận và phân phối nhu yếu phẩm cho hàng chục triệu dân là mâu thuẫn cấm làm ăn chợ búa mà không cho các gói cứu trợ cần thiết là mâu thuẫn không tiền cũng chết có tiền mà không mua được nhu yếu phẩm cũng chết không dịch cũng chết hoặc ngáp ngáp Vừa cấm chợ vừa cấm nhà hàng bán mang về là mâu thuẫn trong cái việc bảo đảm sức khỏe của dân. Vì lo sợ và đói khát là hai nguyên nhân căn bản của tổn hại sức khỏe. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.